The Beverly Solari, tên cũ là The Miaco, Vinhome Grand Park, Vinhome quận 9, là phân khu tiếp theo mở bán sau những thành công tại các phân khu cao tầng The Drago, The Origami và phân khu thấp tầng The Manhattan Gallery. Phân khu The Beverly Solari dự kiến kick off từ ngày 14 tháng 4 năm 2022 và mở bán trong quý 2 2022. Phân khu này có quy mô dự kiến 13 block cao từ 25 đến 36 tầng với gần 9.500 căn hộ. Các căn hộ tại phân khu này cũng được thiết kế đa dạng về diện tích và thiết kế với diện tích từ 30m² đến 188m² cho những căn từ studio, một phòng ngủ tới 3 phòng ngủ với giá bán dự kiến vô cùng tốt chỉ từ 60 triệu một mét vuông. Diện tích kinh tường, hai sản phẩm chủ đạo của phân khu này là căn hộ và shophouse chân ghế.